Thưa quý vị và các bạn, mây rải rác, có nắng từ sớm, mức nhiệt tăng nhanh dao động trong khoảng từ 26 đến 32 độ, cảm giác nắng nóng. Đến chiều tối, mưa xuất hiện rải rác ở một số khu vực. Đó là hình thái thời tiết ngày 23 tháng 5 tại các khu vực trong tỉnh Thái Nguyên. Dự báo thời tiết ngày 24 tháng 5, tại thành phố Thái Nguyên, có mây, đêm không mưa, ngày mưa rải rác, nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Có mây, đêm không mưa, ngày mưa rải rác, nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Có mây, đêm không mưa, ngày mưa rải rác, nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Có mây, đêm không mưa, ngày mưa rải rác, nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai. Có mây, đêm không mưa, ngày mưa rải rác, nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao, dẫn đến tình trạng dễ xảy ra nguy cơ cháy nổ và hỏa hoạn. Vì vậy, người dân cần tuân thủ các quy định, hướng dẫn về sử dụng điện, chủ động kiểm tra tổng thể hệ thống điện trong gia đình, trong các cơ sở sản xuất kinh doanh. Chú ý có các giải pháp nâng cấp, thay thế, xử lý, khắc phục những nơi có nguy cơ xảy ra cháy nổ như hệ thống đường dây dẫn, bảng điện. Cần sử dụng đúng hoặc hạn chế các loại thiết bị tiêu thụ điện để vừa tiết kiệm điện, vừa đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho gia đình và cộng đồng. Vâng, vừa rồi là những thông tin về thời tiết Thái Nguyên. Còn bây giờ là thông tin chi tiết về thời tiết ngày mai, các khu vực trên cả nước và một số thành phố trên thế giới. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt quý vị.